Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình hôm trước á, mình có làm cái mã ngọc di tướng Angkor đi đường á, thì rất là nhiều bạn có yêu cầu mình làm di tướng này đi rừng, nên là mình theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ làm cái mã ngọc của di tướng này đi rừng nha. Thì khi mà trên Angkor đi rừng á, cái phần phù hiệu và cái phần bản ngọc á là nó sẽ giống với di tướng Angkor đi đường luôn. Còn về cái trang bị thì mình sẽ lên khác. Thì khác như thế nào thì sau đây mình sẽ đi vào cái phần bản ngọc trước. Thì đi vào cái bản ngọc nhanh để mình qua cái phần trang bị nha mọi người. Bản ngọc Angkor đi rừng thì lên công vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xi giáp là cộng 64, tốc đánh là 26% và tốc chạy là 10% nha. Nó cũng giống như là bản ngọc đi đường thôi. Thì đầu tiên 10 viên ngọc xanh sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp. Tiếp theo là 10 viên ngọc đỏ sẽ lên tốc đánh và tốc chạy nha. Đó. Tiếp theo là 10 viên ngọc đấy, sau khi mọi người 10 viên ngọc tím tốc đánh là tốc chạy, còn 10 viên ngọc đỏ đó là tỷ lệ chí mạng và tốc đánh nha, là 10 viên. Thì cái bản ngọc này dành cho anh do đi rừng, thì khi mà đi đường á thì mọi người có thể lên 5 viên công vật lý và tốc chạy, 5 viên tốc đánh tốc chạy, còn mà đi gần á, thì mình bắt buộc mình phải lên là tốc đánh tốc chạy nhiều nha mọi người, lên đúng 10 viên luôn. Để làm cái gì? Để cho vị tướng này nó có tốc đánh, nó farm gừng nó nhanh đó, để cho nó mau lên vàng, mau lên cấp á mọi người, để mà đi ganh. Còn về cái phần trang bị đi rừng á thì trang bị của vị tướng này, đầu tiên á là mình sẽ lên cái rìu Vila Than. Món thứ hai là dài kiên cường. Món thứ ba thì sẽ lên cái chấm món đao chi hồn nha mọi người. Món thứ tư là phức hợp kiếm và món thứ năm là cái nhâm thuẫn. Cuối cùng là sẽ lên cái giáp phong mệnh cho vị tướng này. Khi mà mất giáp phong mệnh á thì tùy vào tình hình tem mà mọi người có thể chọn cho mình một cái Hegalith tinh ngộ hay là cái liềm độc mệnh nha. Thì đây là cái trang bị đi rừng khi đối đầu với tem bạn á, nó đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương pháp thuật nha. Tiếp theo là mình lên cái trang bị nếu mà mình khi đi rừng á mà mình đối đầu với tem bạn á, thứ nhất là đấu sĩ tem bạn đi rừng nè, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tem bạn nhiều tướng sát thương vật lý nữa, là mình sẽ lên như sau nha. Mình sẽ không lên chiếc giày kiên cường mà mình lên chiếc giày hậu vệ mọi người. Rồi sau đó mình lên thủ luôn. Nè, mấy món này là mình lên thủ hết. Mình không lên công nữa, mà mình lên cái áo tròn với khiên thoát chuyền á mọi người. Đây, khiên thoát chuyền mình lên đây, áo tròn mình lên trước đó. Đây là cái trang bị mà khi mà đối đầu với tem bạn sát thương vật lý cao là mình lên thủ hết nha. Rồi, và tiếp theo là mình sẽ lên cái trang bị khi mà mình đối đầu với tem bạn là sát thương phép thuật cao nha. Mình sẽ không lên hai món này nữa. Đây, khi tất chèn giáo tròn băng giá mình không lên nha, đồng thời chiếc giày hậu vệ cũng không lên luôn. Mình sẽ lên là chiếc giày kiên cường nè, rồi xong lên cái huy chương trôi và cái giáp PA mọi người đó, lên này nha. Tiếp theo là mình lên cái nhâm thuẫn nè, cuối cùng là giáp phong mệnh. Mấy giáp phong mệnh thì lên cái liềm độc mệnh, đa phần là sẽ lên cái liềm độc mệnh hơn nha. Thường thường á, tem bạn á, mà sát thương vật lý cao á, thì lên cái Hegalith thịnh nộ, còn mà tem bạn mà sát thương phép thuật cao á, thì mình lên cái giáp phong mệnh nha. Rồi xong đó mình lên cái liềm độc mệnh đó, đánh sẽ ok hơn. Đây là cái phần trang bị mà khi đối đầu với tem bạn là sát thương phép thuật cao nha mọi người. Trên đây là những cái trang bị mà mình sẽ dùng cho đi gần khi đối đầu với tem bạn nó sát thương khác nhau mọi người. Thì mình đã chia sẻ xong, tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu. Thì hồi nãy mình có chia sẻ đó, cái phù hiệu và cái bản ngọc của vị tướng Angkor thì đi đường và đi rừng nó đều giống nhau nha, nó chỉ khác nhau cái phần trang bị đi rừng với đi đường thôi. Thì cái phần phù hiệu thì mình cũng chọn đấu khí thôi. Khi mà mình chọn đấu khí á, thì sẽ giúp cho vị tướng này á tung chiêu hoặc đòn đánh thường tướng tướng địch sẽ được cộng tốc chạy nè trong 3 giây, và đồng thời nó sẽ cộng dồn các tặng. Khi mà đủ tặng á thì nó sẽ cộng được một cái lượng hồi máu quyết định, và đồng thời nó cộng thêm 15% xuyên giáp nữa, và mình sẽ ưu tiên chọn cái này hơn. Còn cái nhánh thứ hai thì mình sẽ chọn cái siêu hồi máu thôi, nó sẽ giúp cho vị tướng này hồi máu nhanh. Chỗ này thì mình chọn cái thợ săn giúp cho vị tướng này là khi hạ phục được tướng địch á, nó sẽ cộng dồn được công vật lý và công phép nha mọi người, nên là mình sẽ ưu tiên chọn cái phù hiệu này dùng cho cả đi gần và đi lên luôn đó. Thì đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc cho Angkor đi gần nha. Đến đây là hết, và mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha. Thì qua video này thì mọi người muốn làm về ngọc của vị tướng nào á, thì mọi người cứ comment, mình sẽ làm ngọc theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.